Em Đoan Nguyễn xin chào cả nhà mình. Dạ. MC thì giới thiệu mà mở mic thì không lên. Dạ. Khổ ghê. Dạ. Dạ rồi xin chào cả nhà mình nha ạ. Dạ lâu lắm rồi thì em Đoan Nguyễn mới được lên đi giao lưu trên Zoom cùng với cả nhà mình. Dạ cũng rất là khuya rồi và những ngày cuối năm rồi. Dạ vẫn đang còn hơn 200 con người ngồi đây để chúng ta cùng giao lưu với nhau, cùng nghe với nhau những câu chuyện về Leica. À, đúng không ạ? Những câu chuyện về crypto. Dạ vâng. Chắc hẳn ở trong này thì cũng có một vài anh em biết em Đoan. Dạ. Em xin tự giới thiệu chút xíu. Dạ. Phần giao lưu của em Đoan thì tầm khoảng đâu đó 15 phút thôi cả nhà, đến 20 phút đổ lại thôi cả nhà. Dạ. Em tên đầy đủ là Duy Nguyễn cả nhà. Tên 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 Việt Nam là Duy Nguyễn, tên Đoan Nguyễn chính là tên giao dịch quốc tế cả nhà nhá. Dạ, anh Duy thì lớn lên mà tại giải đất miền Trung. Và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em Duy thì công việc mà nghề chính chính là kỹ sư xây dựng cầu đường đó nha. Dạ. Nhưng mà đâu đó thì có một cái thời khắc khoảnh khắc mà nghĩ đến cái câu chuyện về dòng tiền vào những năm 2016 17 thì em Duy lại bắt đầu dấn thân vào cái con đường cryptocurrency này. Dạ. Và cũng rất là may mắn. Dạ, em Duy thì lại đã có trải qua hai mùa chiến thắng halving 2016 17 và 2020 21 vừa rồi. Dạ. Thì 2016 17 chính là cái câu chuyện mà em Duy chiến thắng, là một cái sự may mắn cho cả nhà. Dạ. Và đến 2019 20 21 chính là cái sự chuẩn bị của em Duy. Dạ. Nhưng mà đâu đó thì em Duy chuẩn bị một cái target để mà về hưu cái mùa mùa trước đó nha. Nhưng mà thực tình mà nói thì em Duy vẫn bị chốt non. Dạ. Và cho nên thì mùa vừa rồi thì em Duy cũng thắng nhưng mà không có nhiều, thắng đâu đó là target của em Duy đặt là 5 triệu đô để về hưu nhưng mà là chỉ thắng được hơn 1 triệu đô. Thì đâu sau đó thì em Duy đã cùng với anh em mùa trước thì em thắng chủ yếu là con ADA cả nhà, con Cardano á. Dạ. Và em Duy có khoảng 50 anh em là thắng trong cái những người mà thắng hơn 1 triệu đô trở lên á. Dạ thì có mua một cái làng ở trên Lâm Đồng, ở trên Di Linh, ở dưới Bảo Lộc, thì ở chung ở trên đấy. Dạ và hiện nay thì cũng có một cái khu du lịch nghỉ dưỡng trên đấy. Dạ nhưng mà nó tiền nó nằm trong đất hết và đất nó đang xuống cái nhà hết tiền rồi, bây giờ mùa này chắc chắn phải là làm lại từ đầu. Dạ và rất là may mắn tình cờ thì gặp đến cái câu chuyện và gặp đến cái cô gái Laika này, cái người mẫu Laika này, siêu mẫu Laika này, và cũng thực sự thì rất là cảm ơn. À, trong này là em Hùng chính là người cho thông tin em Duy biết đến cái người mẫu, siêu người mẫu Leica này. Dạ xin nhờ cả nhà mình cho phím số 7 để gửi lời cảm ơn đấy nha em Hùng, được không ạ? Dạ dạ vâng. Em xin phím số 7 để cảm ơn đến em Hùng, được không cả nhà ơi? Dạ rồi em nhìn thấy phím số 7 chân thành của cả nhà mình rồi. Dạ rồi trở lại với câu chuyện Leica thì em Duy xin giao lưu như này. Dạ vâng. Em thì đã có những cái trải nghiệm về chiến thắng crypto đó nha. Dạ. Và mùa trước thì em đã chiến thắng ADA, BNB, Raka, đó là những con em chiến thắng. Đồng mà trong đó thì ADA chính là con chiến thắng em lớn nhất. Dạ. Và mùa này em cũng đang đi tìm kiếm những cái kèo như vậy, đang đi tìm kiếm những cái kèo như vậy để mà chúng ta có cơ hội chiến thắng trong cái mùa halving sắp tới. Dạ. Thì tình cờ lại có một cái thông tin em Hùng lại gửi cho em Duy. Lúc đầu thì em Hùng gửi thì em Duy cũng không có để ý lắm đâu, tại vì mình đang gọi là ủ mưu những cái kèo kiểu như khá khá một chút nữa. Nhưng mà sau đó em Hùng lại rất là nhiệt tình và gọi em Duy đâu đó tầm 2 3 lần và vào tận Hồ Chí Minh để gặp, và vô tình bữa đó lại có gặp cả Maxim về Hồ Chí Minh đấy cả nhà. Dạ thì lúc đấy thì em Duy mới không thể là cưỡng được mà bắt buộc phải đi đến nơi rất là bận, nhưng mà vẫn đến nơi để mà tìm hiểu thực sự cái cô gái đẹp này là như thế nào. Nhưng mà thực sự đến nơi thì lúc đầu thì thấy đẹp sơ sơ thôi, nhưng mà dần dần thì càng tìm hiểu thì thấy cô ấy đẹp thật cả nhà. Dạ đẹp rất là thật. Dạ cho nên thì em Duy mới bắt đầu là chiến đấu và bắt đầu lan tỏa và bắt đầu là mua Leica. Và cũng kể cả nhà biết rằng là cái Leica đầu tiên chính là em Hùng tặng em Duy 50 đô để mua Leica cả nhà. Và chắc chắn là câu chuyện này sẽ viết lên một lịch sử sau này, 50 đô đó sẽ được bao nhiêu tiền sau cái mùa halving này. Và chắc là cũng là một cái sự kiện rất là đặc biệt.
sau cái mùa halving này đó nha, em Duy nghĩ là như vậy. Và sau đó bắt đầu em Duy mới là tìm hiểu trong vòng một tuần và thử nghiệm mua đi mua lại các kiểu, bắt đầu mới triển khai, thực sự tìm hiểu đúng một tuần đó nha mới bắt đầu triển khai. Và đến giờ này thì em Duy đã triển khai đâu đó khoảng một tháng, hơn một tháng, cỡ một tháng, một tuần, khoảng một tuần 10 ngày đổ lại, khoảng 40 ngày đổ lại cả nha. Thì đến giờ này thì em Duy cũng báo cáo nhà là đang được đang đạt ở cái level cấp độ 10. Dạ, cấp độ 10 cả nha. Dạ. Vâng. Đó là cái câu chuyện khởi đầu về câu chuyện để bắt đầu đến Lê Ca. Thế thì cái nguồn cảm hứng từ đâu? Ngoài cái việc mà tìm hiểu ra cái chú chó Laika này nó tuyệt vời, mà từ sớm giờ thì nãy giờ em Hùng đã cho cả nhà mình biết rất là rõ đúng không ạ? Có cả đầy đủ về nền tảng đầu tiên, chính là một cái chủ đề meme là điều đặc biệt về cái sự kiện mà 66 năm trước chú chó Laika lên mặt trăng đầu tiên đúng không ạ? Đầy thứ hai chính là cái hệ sinh thái phía sau, đó là chính là blockchain, là layer 1 và ví web 3 có tích hợp rất là nhiều nền tảng trên đấy để mà chúng ta sử dụng đúng không ạ? Và ngoài ra thì có một cái đội folder và co-folder rất là đặc biệt, và những co-folder này đều là những tỷ phú có tên tuổi, có tên tuổi trên làng crypto và đứng top trên crypto, như là Faga đúng không ạ, như là Carlos Rodriguez đúng không ạ, rồi những người như là Maxim, như là những người đại diện về hình ảnh, Michael, rồi như là bà Faga là những người mà đại diện về pháp lý của Laika, đều là những người có tên tuổi. Ngoài ra thì hai cái nhân vật, hai cái đội nhóm mà làm có thể là làm nên một cái sự sáng lạng của Laika nữa, đó là một cái team dev, cái team kỹ thuật, chính là cái team của Sui đúng không cả nhà, rất là khủng khiếp. Và đội market maker chính là đội market maker của BB, đã làm cho con BB trong cái mùa downtrend tháng 3 tháng 4 2023 rồi mà vẫn đạt được cái tỷ suất tăng trưởng là 340.000 lần. Thì các nhà biết được rằng là họ có những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật, những cái trải nghiệm của họ để mà họ dìu dắt con bé như vậy, thì liệu rằng họ dìu dắt con Laika nó có được như vậy không cả nhà? Dạ, em Duy nghĩ chắc chắn là sẽ hơn đúng không ạ? Bởi vì bé nó chỉ là một cái con meme mà vô danh thôi. Dạ, không có một cái tên tuổi của đồ đẹp nào xuất hiện ẩn danh hết. Những đồ ẩn danh nó không phải cái gì đặc biệt đâu cả nhà. Đó có thể là một cái đội kỹ thuật nào đó mà nó rất là giỏi kỹ thuật nhưng mà không có tiềm lực về tài chính, không có tiềm lực về tên tuổi này kia, nhưng mà họ có kỹ thuật về cái việc mà IT đúng không ạ? Cho nên là đâu đó nó ẩn danh nhưng mà đã làm nên cái tên tuổi của Maybe rất là lớn. Thế thì nguyên cái ekip mà em Duy vừa kể ra cũng như là em Hùng đã giới thiệu cả nhà mình rất là kỹ rồi để làm nên con Bebe này, con Laika này. Thế thì cả nhà mình nghĩ rằng là chúng ta đang được sở hữu một cái thời điểm cực tốt như này, là những nhà đầu tư thiên thần, là những nhà đầu tư hạt giống với giá khởi điểm như này, thì chúng ta có tỷ lệ chiến thắng rất là cao nha, em Duy nhận định là như vậy đúng không ạ? Dạ, chính vì vậy cho nên là em Duy đã chiến đấu trong sau tìm hiểu một tuần và nhanh chóng sau đó thì đạt level 6 để đạt được tiếp theo là cái chương trình đi pro, đi qua Dubai. Và em Duy qua Dubai đã chứng kiến trực tiếp với cái các tỷ phú đó và được gặp, được giao lưu, được bắt tay cùng các tỷ phú đó. Dạ, được không ạ? Gồm có Vaga, gồm có Carlos Rodriguez, có bà Ba Ba, rồi Maxim. Dạ, tất cả là em Duy được gặp bằng xương bằng thịt, được ôm, được bắt tay, được nâng ly rượu cùng chung, và rất là đặc biệt, không giống như tất cả các sân chơi khác họ mời mình sang Dubai để mà chúng ta lên một văn phòng nào đó để mà nhìn xem rồi bắt tay xong cái được về cả nhà. Mà ở đây Fagat đã mời đến tặng cái biệt thự của Fagat, để ngoài cái biệt thự mà để làm nên cái công ty Leica để mà phát triển thì trong có các cái phòng ban trong đấy, không thể thuê bên ngoài mà lại dẫn tiếp tục đến một cái biệt biệt phủ mà cái nơi mà Fagat nuôi chó cái nha, nuôi à quên nuôi thú cưng cái nha, và nuôi trồng cây, rồi nói chung là các cái khu dịch vụ vui chơi giải trí đó rất là rộng lớn nha. Và hơi vang tới để hai nick hơi vang và đã cùng giao lưu, cả các tỷ phú đó cùng giao lưu đến tận sáng đó nha. Bữa hôm đấy có những cái clip mà đã gửi đến cho cả nhà biết đó, đã giao lưu ăn uống rồi vui chơi cho đến 1 giờ sáng mà các tỷ phú vẫn cùng với mình để giao lưu, tính chứng tỏ là họ đang rất là tôn trọng
tông đồng cả thị trường Việt Nam, mà lúc bữa hôm đó có bốn thị trường, có cả Kazakhstan, có cả Nga, có cả Ấn Độ và Việt Nam, thì họ rất là tôn trọng và họ đã tiếp một cách rất là chu đáo, à, được, được không ạ? Và chính vì cái đấy đấy đã làm cho em Duy lại có thêm một cái niềm tin rất là lớn nữa, dạ rất là lớn nữa, để mà về phát triển tại thị trường Việt Nam và bùng nổ trong cái thời gian sau đó. Và đó là chính là động lực mà em Duy cũng đã đạt đến cái level 10 nhanh nhất có thể, dạ được không có nha. Dạ đó là một chút xíu em Duy nói về cái quá trình mà em Duy được làm việc, được biết đến Laika và đã được đạt đến con số đến bây giờ. Và thực sự mà nói một điều cảm nhận của em Duy như thế này, từ trước đến giờ mình chơi coi 8 năm nay rồi, nhưng mà để có một cái kèo mua như thế này, biết cái thông tin cụ thể như này thì gần như chưa bao giờ gặp được. Cho nên đối với em Duy đây là một cơ hội vàng, một cơ hội rất là tuyệt vời, một cơ hội mà chưa từng có bao giờ đối với trong đời của em Duy chơi đầu tư crypto 8 năm nay. Dạ, chính vì vậy đối với em Duy đây là một cái thời khắc mà rất là quan trọng, một cái quyết định rất là quan trọng mà phải tập trung gần như là cao độ nhất có thể để em Duy đạt cái mục tiêu về tài chính trong cái mùa halving sắp tới. Dạ, vì cái mùa halving sắp tới, cả nhà hiểu một điều rằng là halving là gì ạ? Là chính là một cái sự kiện của Bitcoin được lặp đi lặp lại trong cứ 4 năm một lần. Và cái chính cái sự kiện này nó tạo nên một cái làn sóng FOMO toàn cầu và cái dòng tiền nó đổ vào rất là lớn. À, chính vì vậy Laika cũng sẽ đi theo cái làn sóng ấy và cái dòng tiền sẽ đổ vào, thì chúng ta sẽ đạt đến một cái ngưỡng mà tăng trưởng rất là lớn. Đã, được không ạ? À? Đó chính là cái thông tin mà em Duy chọn những cái thời điểm, chọn những cái thời khắc để mà chúng ta có thể tham gia vào thị trường. Không phải lúc nào cũng có cơ hội như này, và cũng không phải lúc nào chúng ta cũng nên tham gia như này. Nếu như Laika ra đời 2022 hoặc 23 chưa chắc đã thành công. Dạ, nhưng mà điều đặc biệt là Laika ra đời đúng vào cái dịp thời điểm chuẩn bị halving. Halving chúng ta còn lại đâu đó tầm khoảng hơn 3 tháng đến 4 tháng nữa là cả nhà. Tháng 4 2000 tầm khoảng ngày 17 tháng 4 năm 2024 đó không cả nhà. Cho nên nó đã rất gần rồi, rất gần rồi cả nhà. Và chúng ta đang ở sở hữu ở một thị trường đáy, và đặc biệt là chúng ta có một con coi tuyệt đỉnh, đó là chính là Laika. À, được, đó là Laika. Chúng ta biết được tất cả các cái nền tảng và có biết được là đội co-founder, đội founder là những người vận hành ra mặt, là những người tỷ phú có tiếng tăm, có tên tuổi trên làng crypto, thì chắc hẳn rằng là Laika nó sẽ là một cô người mẫu siêu mẫu, chứ không phải là người đẹp nữa các nhà, mà là người siêu mẫu cho cái mùa halving sắp tới. Dạ, đúng không các nhà? Mà chúng ta đã biết được rằng là những con meme hay là những cái con coin mà chúng ta biết trước đây trong cái mùa halving có thể ít vài trăm lần, vài nghìn lần là chuyện bình thường, đúng không các nhà? Và thông tin của Laika nó tuyệt vời như vậy, nó minh bạch như vậy, thì cái việc mà nó có thể ít vài trăm lần đến hàng nghìn lần, thậm chí là vài nghìn lần là câu chuyện rất là có thể xảy ra rất là dễ dàng, đúng không các nhà? Đối với em Duy nhận định là như vậy. Và hiện nay thì em Duy cũng xin nói cho cả nhà biết mình rằng là công ty có một chương trình gần như promotion cuối cùng trong cái đợt bán pre-sale này, chính là chương trình promotion mua 3.000, 5.000 hoặc là 10.000 thì được tặng những cái voucher. Ví dụ mua 3.000 thì được tặng 210 đô bằng Leica, 5.000 thì được tặng 500 đô bằng Leica, và 10.000 thì được tặng là 1.500 đô bằng Leica. Đó là một cái bonus cuối cùng, và đó là cái mà em nghĩ rằng là nhắc lại cho cả nhà mình nhớ, để tại vì tới ngày 7 tháng 2 này là kết thúc rồi, thì cả nhà mình nên tranh thủ để lựa chọn một cái gói phù hợp cho cái tài chính của mình, để chúng ta cộng hưởng cái đòn bẩy về Laika và cộng hưởng cái đòn bẩy promotion để chúng ta gia tăng cái Laika của chúng ta, để chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính cho cái mùa halving sắp tới đây, được không các nhà? Và Laika chắc chắn là một cô gái rất đẹp. Dạ, đối với em Nhi là như vậy. Xin nhắc đi nhắc lại, cái nhà mình đã biết đến Laika, đã nghe thông tin đến Laika, thì xin hãy thực sự tìm hiểu kỹ hơn một chút xíu và dấn thân vào, bỏ một chút xíu thời gian để chúng ta có thể nắm bắt rõ hơn về Laika cụ thể, để chúng ta không bỏ sót cơ hội này, để chúng ta không bị hối tiếc cơ hội này sau cái mùa halving, hoặc thậm chí là qua Tết chúng ta đã có thể hối tiếc là nếu như chúng ta không dấn thân vào, nếu như chúng ta không mua, hoặc là những người mua ít. Những người của anh em Duy thì gần như là em luôn nhắc nhở rằng là cố gắng mua lấy đến khoảng đâu đó 100 triệu Laika tối thiểu, còn nếu như khó khăn quá thì cố gắng phải mua được đâu đó phải 1 đến 2.000 đô, đô la, dạ, thì chúng ta đỡ phải hối tiếc. Tại mua tầm khoảng 1.000 trở lên thì khả năng kiếm được triệu đô rồi cả nhà.
Nhưng mà nếu mua vài trăm đô thì nó rất là tiếc, rất là hối tiếc cả nhà. Thậm chí có những người mua vài chục đô thôi thì rất là tiếc. Được không ạ nha? Nhưng đâu đó có vẫn hơn không. Chúng ta mua vài trăm đô cũng có khả năng là chúng ta kiếm được vài tỷ thì nó cũng là rất là tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta cố gắng hết sức thì nó sẽ đạt được con số mà chúng ta happy hơn. Được không ạ? Và bây giờ chúng ta cố gắng, thời điểm này chúng ta cố gắng một thôi thì sẽ bằng một năm sau hay là vài năm tới đây chúng ta sẽ cố gắng gấp 100 lần như vậy mới đạt được cả nhà. Gấp 100 lần mới đạt được. Cho nên là bây giờ trong cái cộng đồng hiện tại bây giờ chúng ta còn đang 194 người như này, thì em Duy xin khuyên cả nhà nên thời điểm này tập trung hết sức và cố gắng hết sức để chúng ta có thể đạt được một cái tài chính cho có năm cái mùa halving sắp tới. Được không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất là hối tiếc. Và em Duy đã cái mùa 2020-21 vừa rồi không phải bỏ lỡ mà em Duy sai, tính sai một tí thôi và không về hưu được. Còn cái đồng đội của em Duy trong 50 người đó thì đến giờ này họ không thể màng tới nữa vì họ quá nhiều tiền rồi cả nhà. Có những người họ đã lên đến vài trăm triệu đô rồi. Nói có thể có nhà không tin, nhưng mà đó là cái khu vực mà họ đang ở trên khu Lâm Đồng. Có dịp cả nhà mình em dẫn lên cái khu đó để vui chơi cùng với em, để gặp gỡ những người đó, được không ạ? Đó là những người mà họ thắng cùng em Duy. Và chắc chắn là trong cái thời điểm bây giờ họ cũng đang ủ mưu để họ tiếp tục họ mua coi tiếp để họ dâng tài sản tiếp, và đã chuẩn bị, đối với những người đó là họ chuẩn bị hàng triệu đô để họ vào trong cái mùa này luôn, chứ không phải như là chúng ta mà vào một vài chục nghìn đô đâu cả nhà. Họ vào phát là cả 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 triệu đô. Đó là những cái thông tin mà em Duy cũng chia sẻ, đó là thật thực tế mà em Duy đã trải nghiệm trong những cái mùa hạ vinh. Và chắc chắn rồi em cũng có những cái trải nghiệm và kinh nghiệm trong cái mùa hạ vinh trước, là những mùa hạ vinh tiếp, cho nên là em cũng sẽ đồng hành cùng với câu lạc bộ Laika Việt Nam của mình để cùng với dìu dắt cho cái cộng đồng của mình cũng như là cộng đồng Laika của chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng trong mùa hạ vinh sắp tới cực kỳ là hoành tráng, cực kỳ là lớn, được không cả nhà, cùng với Laika của chúng ta và những cái hệ sinh thái của Laika sắp tới đây, được không nha? Đấy, giờ thì cũng là quá khuya rồi, cho nên này thì chắc là em Duy cũng giao lưu cả nhà mình đến đây. Có dịp thì em Duy sẽ giao lưu nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn cho cả nhà nhà mình, được không ạ? Và cuối cùng thì cũng không quên là gửi lời chúc cho cả nhà mình sẽ có một cái năm mới nhà an khang thịnh vượng và giữ gìn sức khỏe để qua năm chúng ta chiến đấu và chúng ta sẽ gặt hái thành công cùng với cái thị trường crypto này và đặc biệt là Laika, được không ạ nha? Và em Duy xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình, được không ạ? Dạ rồi, em xin gửi lại mic cho MC. Vâng, thật là tuyệt vời cả nhà. Em cứ lâu lâu em xin lâu lâu được nghe anh Dinh Nguyễn chia sẻ là cảm giác cái con người nó có thêm cái nguồn năng lượng á, mình cảm thấy là có thêm những cái động lực để mình làm việc. Thì chúng ta không quên dành tặng cho anh Đôn Nguyễn của chúng ta cái những cái tràng pháo tay điện, bông hoa điện. Bây giờ thì khuya rồi thì chúng ta không vỗ tay, chúng ta tặng hoa thôi, cái trái tim. Và hiện tại bây giờ là 10 giờ 43 phút rồi. Thì trước khi kết thúc chương trình thì MC cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn tất cả cộng đồng. Ngày hôm nay đã gần 200 con người còn ở lại đến phút cuối cùng để lắng nghe những lời chia sẻ của những người có rất nhiều kinh nghiệm trong thị trường và những người thuyền trưởng chèo lái Laika. Và chúc cho đại gia đình chúng ta là đêm nay ngủ ngon, nhưng mà chúng ta không nên không quên là trăn trở làm sao chúng ta sở hữu được nhiều Laika nhất, bởi vì thời điểm này là thời điểm đẹp nhất, tốt nhất để chúng ta sở hữu Laika. Còn khi bắt đầu Laika listing lên các sàn giao dịch lớn, chúng ta được nhân cái tài sản lên nhiều lần, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm giác là chúng ta đã chọn đúng thời điểm, chọn đúng lúc và chúng ta chiến thắng, thì chúng ta cảm thấy là con người mình nó happy, nó hạnh phúc lắm. Thì trân trọng cảm ơn toàn thể đại gia đình một lần nữa, chúc chúng ta thật nhiều Laika và hẹn gặp lại đại gia đình trong buổi Zoom gần tới đây. Và bật mí thêm cả nhà, buổi Zoom tiếp theo sẽ có thêm nhiều nguồn thông tin tốt hơn nữa, và buổi Zoom đó có thể là vướng vào những lúc chúng ta đang tất niên liên hoan, nhưng mà chúng ta không quên cả nhà, không quên là
Mang giấy bút hoặc chúng ta ghi ra những thông tin tốt nhất để chúng ta lưu trữ, và đặc biệt hơn nữa trong cái dịp Tết là cái thời điểm chúng ta có thể làm online tốt nhất và chúng ta chia sẻ lan tỏa đến nhiều người nhất trong cái thời kỳ này. Và ban tổ chức chương trình xin khép lại chương trình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào.